Có nhiều vị quan chức nước ngoài có hỏi rằng tại sao lãnh đạo của các anh không mang theo phiên dịch. Bác Tôn Đức Thắng trả lời: xin lỗi ngài, nhưng Hồ Chủ tịch của chúng tôi không cần phiên dịch. Trên thực tế, cũng có vài lần Bác Hồ có phiên dịch viên. Năm 1955, khi người chính thức sang thăm Liên Xô và tới thăm Đại học Lomonosov, phát biểu tại đó, bác ví trường Lomonosov như một cô gái trẻ so với bà già Đại học New York. Người phiên dịch đã dùng từ Starukha để dịch chữ bà già. Bác liền sửa lại là ba ba. Số là trong tiếng Nga, ba ba miêu tả một bà già lếch thếch mà ở ta gọi là mẹ bồi, chứ không chỉ là một bà già bình thường. Điều uốn nắn của bác làm cho cả hội trường thích thú ùa lên vỗ tay không ngớt. Trở lại chủ đề chính, vậy bác Hồ nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người sang Pháp để tìm ra con đường cứu nước và cần phải sử dụng thành thạo tiếng Pháp. Trên chuyến tàu đó, mỗi lúc rảnh rỗi, bác đều tìm đến hai người lính trẻ được giải ngũ đi cùng chuyến tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Sau đó, bác viết vào mỗi mẩu giấy, dán ở chỗ hay để ý nhất để tranh thủ vừa làm vừa học. Có khi bác viết hẳn lên cánh tay, tối sau khi đi làm về, bác rửa tay rồi lại ghi những từ mới vào. Học được chữ nào, bác ghép chúng lại thành câu để thực hành ngay. Một thời gian sau, bác tìm đến các tờ báo của Pháp để xin được viết bài đăng báo. Sau mỗi bài báo viết bằng tiếng Pháp, bác đều chép thành hai bản, một bản người lưu giữ lại, còn bản kia gửi cho tòa soạn. Sau mỗi lần bài viết của bác được đăng báo, bác vui mừng khôn xiết. Bên cạnh đó, người lại cẩn thận xem lại từng câu chữ, xem bài viết của mình đúng sai chỗ nào. Năm 1922, bác đã trở thành chủ bút của tờ báo Người Cùng Khổ viết bằng 3 thứ tiếng. Tên báo bằng tiếng Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập ở bên trái và bên phải là chữ Hán. Tất cả đều do bác viết. Biết tiếng Pháp rồi, bác tìm sang đất nước Anh. Đặt chân lên đất nước Anh, bác đã tìm ngay cho mình một công việc để làm. Thường ngày, bác phải đi làm từ 8 giờ sáng tới 12 giờ, chiều từ 5 giờ tới 10 giờ đêm. Bác dành dụm để có chút tiền mua sách vở. Phương tiện học duy nhất của người cũng chỉ có vài quyển vở và một cây bút chì. Chiều sớm, bác ra vườn hoa Heiser, nơi có nhiều cây to, cột đèn xưa để tự học. Bác thường ra đó để học vì ở đó thời tiết thường rất lạnh, nên khi học sẽ không thể buồn ngủ được. Năm 1923, bác rời Pháp sang Nga. Liền sau đó, người học tiếng Nga ngay lập tức, người vừa làm vừa học, tranh thủ mọi cơ hội để học, người đã tiến bộ không ngừng. Từ năm 1933 đến năm 1938, bác vào học trường bổ túc các lãnh tụ do Quốc tế Cộng sản mở. Bác lấy tên là Linov, giống với tên gọi Nga. Khi viết bài bằng tiếng Pháp để gửi về nước, bác lại lấy tên là Lin cho hợp với tên gọi Pháp. Bác đã đi nhiều nơi ở nước Nga, đến đâu cũng học và nói một ít tiếng Nga. Khi đã ngoài 70 tuổi, khi đó bác cũng đã cao tuổi nhưng vẫn chăm chỉ học ngoại ngữ. Trước khi chờ khách đến, bác mở hộp thuốc lá ra, trong hộp có một mảnh giấy, bác lẩm nhẩm đọc. Bác thường để một mảnh giấy trong hộp thuốc, mỗi mảnh giấy ghi 10 từ ngoại ngữ mới. Vì bác hút thuốc khá nhiều, mỗi ngày tới 20 điếu, mỗi lần mở hộp lấy thuốc bác lại lẩm nhẩm học từ. Mỗi ngày 10 từ, cứ cho là rơi rộng đi thì mỗi ngày bác cũng học được từ 5 tới 7 từ. Bác Hồ nói thạo tiếng Trung Quốc tuy giọng không được hay cho lắm, nhưng bác lại rất am hiểu ngôn ngữ này do thạo tiếng Nho và tiếng Hán. Bác biết nhiều ngoại ngữ, đến nước nào là học ngôn ngữ của nước đó, đến Italia học tiếng Italia, đến Đức học tiếng Đức, đến Anh và Mỹ thì học tiếng Anh. Và chúng ta đều biết, ngoài nói thành thạo các ngoại ngữ phổ biến như Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga, Bác Hồ còn giao tiếp cơ bản được khá nhiều ngoại ngữ khác như tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. Người có thể nói được rất nhiều thứ tiếng chính là nhờ vào sự rèn luyện không ngừng bằng việc tự học với một tinh thần cầu tiến, cộng với sự khắc khổ và phương pháp đúng, người đã thành công.